Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới tin vui sắp truy lĩnh tiền trợ cấp thương binh tăng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, về mức trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B và thân nhân, căn cứ phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cụ thể như sau. Trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% thì sẽ được trợ cấp với mức 1.878.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22% thì sẽ có mức trợ cấp là 1.969.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23% sẽ có mức trợ cấp là 2.053.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24% sẽ có mức trợ cấp là 2.144.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25% sẽ có mức trợ cấp là 2.236.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26% sẽ có mức trợ cấp là 2.323.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% sẽ có mức trợ cấp là 2.411.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.505.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.589.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.683.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.770.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.862.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.950.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.040.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.132.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.217.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.304.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.399.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.489.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.576.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.667.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.753.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.839.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.934.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.024.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.113.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.200.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.289.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.382.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.469.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.561.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.650.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.736.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.827.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.918.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.009.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.093.000 đồng một tháng.
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.185.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.277.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.364.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.450.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.545.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.629.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.721.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.809.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.902.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.990.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.081.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.170.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.257.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.343.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.436.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.530.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.617.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.708.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.794.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.884.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.970.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.060.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.150.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.240.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.332.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.421.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.507.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.601.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.686.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.773.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.865.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.959.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.050.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.134.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.222.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.314.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.398.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.495.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.582.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.669.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.761.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.850.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.941.000 đồng một tháng. Ngoài ra, thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh, loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Trường hợp thương binh,
hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được phụ cấp với mức là 2.867.000 đồng một tháng. Người phục vụ thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, nếu ở với gia đình sẽ được trợ cấp hàng tháng với mức là 2.789.000 đồng. Người phục vụ thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng và ở với gia đình thì được trợ cấp với mức là 3.582.000 đồng một tháng. Tiếp theo là về mức trợ cấp đối với thân nhân của thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Theo đó, cha, mẹ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, hoặc đặc biệt nặng của thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh, loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên và từ trần thì được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng. Trường hợp cha, mẹ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng của thương binh, hoặc người hưởng chính sách như thương binh, loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên và từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Thưa quý vị, qua kết quả thanh tra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát hiện 24.590 hồ sơ hưởng thương binh chất độc hóa học sai quy định. Tuy nhiên, công tác thu hồi tiền gặp nhiều khó khăn, xuất phát từ đơn khiếu nại của người dân và phản ánh của đại biểu Quốc hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo thanh tra bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đây là cuộc thanh tra quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại hầu hết các địa phương trên cả nước, nằm vào diện thanh tra đối với lĩnh vực được xem là nhạy cảm này. Phát hiện lượng lớn hồ sơ khai mang giả mạo, theo thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cuộc thanh tra lớn đầu tiên được tiến hành trước năm 2015 với sự tham gia phối hợp của Bộ Quốc phòng. Các hồ sơ chủ yếu của giai đoạn đầu thanh tra là hồ sơ thương binh do cơ quan quân đội xác lập từ năm 1998 đến năm 2013, số lượng 66.014 hồ sơ. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra trên vào năm 2018 và có được những kết quả tích cực, thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương thanh tra rà soát 320.000 hồ sơ hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hồ sơ hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Với hai cuộc thanh tra quy mô lớn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả thanh tra kiểm tra rà soát hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên toàn quốc đã phát hiện 24.590 trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi. Trong đó có 5.397 đối tượng thuộc diện khai mang giả mạo tài liệu để lập hồ sơ hưởng chế độ. Cụ thể, đối với nhóm hồ sơ thương binh, kết quả giám định kỹ thuật hình sự nhiều trường hợp cho thấy tài liệu gốc làm căn cứ để lập hồ sơ hưởng chế độ bị tẩy xóa toàn bộ nội dung cũ để viết lại nội dung mới không đúng với nội dung nguyên thủy. Song song đó, hình dấu trên tài liệu và tài liệu để làm căn cứ lập hồ sơ bị giả mạo. Nhiều trường hợp hồ sơ thưởng thương binh lập giả, danh sách quân nhân bị thương hoặc đơn vị cấp giấy sao danh sách quân nhân bị thương không có cơ sở, cấp giấy chứng nhận bị thương sai thẩm quyền, ghi thêm nội dung bị thương và hồ sơ không có quyết định phục viên, xuất ngũ chuyển ngành hoặc giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Đối với nhóm hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học, đoàn thanh tra phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kháng chiến tại các vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam không hợp pháp, chẳng hạn như giấy bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm địa bàn hoạt động hoặc giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước. Một số cơ quan quân đội, hội cựu thanh niên xung phong xác nhận thời gian, địa bàn hoạt động kháng chiến cho đối tượng để làm căn cứ lập hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi. Tuy nhiên, không có hồ sơ gốc lưu tại đơn vị để làm căn cứ. Đáng chú ý, kết quả thanh tra 204.965 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc, hóa học tại 40 tỉnh thành. Phát hiện 9.717 hồ sơ của đối tượng được Hội đồng Giám định Y khoa các tỉnh thành khám giám định bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể không đúng quy định, hoặc trạm y tế cấp xác nhận về tình trạng dị dạng, dị tật để làm căn cứ lập hồ sơ không đúng với tình trạng dị dạng, dị tật của đối tượng có sự tiếp tay của một số cán bộ. Với kết quả trên, đoàn thanh tra nhận định nguyên nhân của các sai sót trên có sự tiếp tay của một số cán bộ công chức, lợi dụng thẩm quyền được giao để làm sai quy định trong giải quyết chính sách. Hiện những người này đã bị xử lý hình sự, theo một cán bộ thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hình thức vi phạm chủ yếu của các cán bộ là cấp lại giấy chứng nhận bị thương hoặc xác nhận đối tượng đã công tác chiến đấu tại đơn vị thiếu căn cứ hoặc chưa kiểm tra, thẩm định kỹ về hồ sơ, tài liệu các đối tượng thụ hưởng chính sách sai quy định do khai mang giả mạo,
hồ sơ đều đã bị đình chỉ trợ cấp và buộc hoàn trả số tiền trợ cấp đã hưởng sai. Với những người trong quá trình lập hồ sơ có sai sót, có thể hướng dẫn bổ sung. Bên cạnh đó, nước ta trải qua 3 cuộc kháng chiến kéo dài ác liệt, đất nước gặp nhiều khó khăn, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thông tin của cán bộ, chiến sĩ tại nhiều cơ quan, đơn vị quân đội không đầy đủ, vì vậy khi mở ra chính sách giải quyết kịp thời các hồ sơ tồn đọng dẫn đến việc xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng hưởng chế độ ưu đãi có những sai sót do nể nang không biết lịch sử tham gia của thế hệ trước. Thêm vào đó, việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian dài, với các quy định trong từ thời kỳ khác nhau nên có nhiều đối tượng lợi dụng khai mang giả mạo tài liệu của cơ quan nhà nước làm căn cứ lập hồ sơ, hoặc chứng nhận sai sự thật trong quá trình triển khai giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Có những sai sót về chuyên môn của cơ quan chức năng trong việc xác định, kết luận căn cứ để làm cơ sở duyệt hồ sơ. Giải quyết chế độ ưu đãi, hệ thống văn bản quy định về chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ. Những bất cập, hạn chế cụ thể ở đây là quy định về danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật và phương pháp. Cách thức xác nhận của cơ quan y tế về việc đối tượng mắc bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học làm căn cứ để cơ quan chức năng giải quyết chế độ còn bất cập, dẫn đến việc triển khai thực hiện chính sách ở các địa phương có những cách thức thực hiện khác nhau, chẳng hạn như tỉnh Thái Bình tự ban hành văn bản quy định về danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật để làm căn cứ giải quyết chế độ độ chất độc hóa học, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý sai phạm đối với những người hưởng sai chế độ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành chấm dứt chế độ hưởng nhằm tạo sự công bằng, nghiêm minh trong thực hiện chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện việc thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai được phát hiện qua quá trình thanh tra, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Địa phương đã rất quyết liệt trong việc thu hồi tiền hưởng sai chế độ, tuy nhiên, việc này gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ nhiều đối tượng cao tuổi, bệnh tật và không có khả năng lao động, một số trường hợp chất độc hóa học gián tiếp bị dị dạng, dị tật bẩm sinh sống phụ thuộc mắc bệnh hiểm nghèo, vì vậy địa phương cũng kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có giải pháp để tháo gỡ các trường hợp nêu trên. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số tiền mà các đối tượng hưởng sai phải nộp lại cho ngân sách nhà nước trên 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới thu hồi được số tiền trên 163 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,79% số tiền chưa thu hồi trên 2.237 tỷ đồng, chiếm 93,21%. Nguyên nhân là do một số trường hợp không đồng ý nộp trả ngân sách nhà nước số tiền hưởng sai vì cho rằng sai sót là do cơ quan chức năng, chứ không phải do bản thân khai mang. Giả mạo, nhiều người không có khả năng nộp trả vì số tiền đối tượng hưởng sai quá lớn, trung bình mỗi người dân nộp lại số tiền hưởng sai hàng trăm triệu đồng. Song song đó, có trường hợp đã chết, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình không có thu nhập ổn định, đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số không có khả năng hoàn trả. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trong khi 3.501 đối tượng, chiếm 14,24%, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân mắc bệnh, đang trong tình trạng hiểm nghèo, phải thu hồi. Nếu phải thu hồi cưỡng chế, thì lại tiếp tục đẩy gia đình vào tình trạng nghèo thêm, dẫn đến đời sống của người dân không có cơ hội thoát nghèo. Đồng thời, có thể dẫn đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội gặp nhiều khó khăn thêm. Vào đó, các đối tượng bị đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền hưởng sai nêu trên, phần lớn trên 70 tuổi, nhiều trường hợp trên 80 tuổi. Đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập rất thấp. Vì vậy, việc triển khai thu hồi số tiền hưởng sai của các đối tượng này là rất khó khăn. Về pháp luật hiện hành, chưa có quy định về việc cưỡng chế thu hồi đối với đối tượng hưởng sai chế độ nhưng cố tình không nộp trả ngân sách nhà nước hoặc cơ chế phối hợp trong việc kê biên tài sản để thu hồi. Pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về mức độ trách nhiệm bồi thường của cán bộ công chức trong việc thẩm định, xác nhận, giải quyết chế độ sai quy định. Với những người khó khăn trên, xuất phát từ kiến nghị của các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc miễn thu hồi số tiền hưởng sai đối với các đối tượng sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh đang trong tình trạng hiểm nghèo, không có khả năng lao động, không có thu nhập, người đồng bào dân tộc thiểu số. Với các đối tượng khác, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiến hành các biện pháp thu hồi để hoàn trả lại ngân sách nhà nước. Trong báo cáo gửi đến Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong tổng số 24.590 đối tượng hưởng sai chế độ, có 216 đối tượng thuộc hộ nghèo với số tiền phải thu hồi trên 26 tỷ đồng, 226 đối tượng thuộc hộ cận nghèo với số tiền thu hồi trên 28,5 tỷ đồng, 2.276 đối tượng mắc bệnh trong tình trạng hiểm nghèo, không có khả năng lao động, không có nguồn thu nhập với tổng số tiền phải thu hồi trên 260 tỷ đồng, 783 đối tượng là người dân tộc thiểu số không có nguồn thu nhập với số tiền phải thu hồi trên 95,2 tỷ đồng,
21.089 đối tượng còn lại với số tiền phải thu hồi trên 1.827 tỷ đồng. Vậy là kênh vừa trao đổi toàn bộ nội dung liên quan đến một số vấn đề liên quan đến phát hiện 24.590 hồ sơ hưởng thương BINH, chất độc hóa học giả mạo, SAEQU ý định. Khi nghe đọc, nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Tiếp tục là một số thông tin liên quan tới mức trợ cấp mới 2024 đối với người nhiễm chất độc hóa học. Kính thưa quý vị, ở video kỳ trước chương trình đã chia sẻ toàn bộ mục nội dung liên về mức tăng trợ cấp mới đối với thương binh của các hạng 1, hạng 2, hạng 3 và hạng 4. Nhiều quý vị có đặt câu hỏi, vậy với các đối tượng người có công khác liệu có được tăng trợ cấp không? Mới đây tại kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết nghị để tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công. Từ đó khẳng định chính thức, tất cả đối tượng người có công đều được tăng trong năm 2024. Theo đó, Quốc hội thống nhất phương án tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công. Hiện nay mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đang ở mức là 2.055.000 đồng. Với mức tính cũ này thì rất nhiều đối tượng người có công đang hưởng ở mức rất thấp. Điển hình trong đó, có đối tượng thương binh loại B với mức tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% thì chỉ đang được trợ cấp hàng tháng là 1.114.000 đồng. Mức trợ cấp này được Bộ Lao động Thương binh đánh giá còn dưới cả mức sống tối thiểu của một người dân bình thường. Và mức tiền này còn thấp hơn cả mức hộ nghèo được trợ cấp năm 2023. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tính toán chuẩn mức sống tối thiểu tính đến tháng 1 năm 2023 ước tính là 1.845.000 đồng trên người trên tháng ở khu vực nông thôn và 2.655.000 đồng trên người trên tháng ở khu vực thành thị. Như vậy, người dân bình thường nếu ở nông thôn cần tối thiểu tiền là 1.845.000 đồng để sống qua ngày, còn nếu ở thành thị là 2.655.000 đồng. Mức sống này quả thực quá thấp, gần như số tiền đó chỉ đủ để mua thức ăn để tồn tại, chưa tính tới chi phí sinh hoạt như tiền điện nước, xăng xe và các tiền khám chữa bệnh tối thiểu của con người. Rất nhiều ý kiến đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra phương án phải tăng trợ cấp người có công sao cho ít nhất phải bằng mức sống tối thiểu của người dân ở thành thị. Như vậy khi tăng trợ cấp cho người có công, ít nhất phải nhận được tiền trợ cấp tối thiểu khoảng là 2.655.000 đồng. Xét trên quan điểm chỉ đạo của nhà nước, đội ngũ chương trình đã nghiên cứu và tính toán các mức tăng cho kỳ cải cách tới đây. Mức tăng sẽ nằm trong khoảng 65%. Khi tăng ở mức 65% thì đối tượng người có công mới có thể đạt được mức sống tối thiểu ở nông thôn như quan điểm chỉ đạo trên. Nhiều quý vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình rằng mức tăng 65% như vậy là quá cao, liệu có được áp dụng cho cả nước? Quý vị cần hình dung, người dân bình thường bây giờ mức sống tối thiểu là 2.655.000 đồng, vậy thì đối tượng người có công ít nhất cũng phải được trợ cấp theo mức sống tối thiểu này. Chưa kể những đối tượng người có công là những người đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ để bảo vệ đất nước, vậy thì không có lý gì để có thể trả tiền trợ cấp còn dưới cả mức sống tối thiểu cả. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được, nhà nước những năm gần đây ngày càng quan tâm tới đời sống của đối tượng người có công. Chính vì vậy, Chủ tịch nước Quốc hội đã ký thông qua quyết nghị cải cách tiền lương, đồng thời tăng mạnh trợ cấp đối với đối tượng người có công. Nhiều quý vị có đặt câu hỏi, khi mức tăng này chính thức có hiệu lực thì mức trợ cấp mới của đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là bao nhiêu? Hiện nay nhà nước quy định người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Mức tăng trợ cấp mới năm 2024 của các đối tượng này được quy định như sau. 1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% thì nhận mức trợ cấp mới là 2.577.300 đồng. Tăng so với mức cũ là 1.015.300 đồng. 2. Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% thì nhận mức trợ cấp mới là 4.306.500 đồng. Tăng so với mức cũ là 1.696.500 đồng. 3. Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% thì nhận mức trợ cấp mới là 6.035.700 đồng. Tăng so với mức cũ là 2.377.700 đồng. 4. Người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì nhận mức trợ cấp mới là 7.730.250 đồng. Tăng so với mức cũ là 3.045.250 đồng.
Ngoài ra, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn nhận được mức phụ cấp mới là 1.701.150 đồng, tăng so với mức cũ là 670.150 đồng. 5. Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng nhận được phụ cấp mới là 3.390.750 đồng, tăng so với mức cũ là 1.335.750 đồng. 6. Đối tượng người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình nhận trợ cấp mới là 3.390.750 đồng, tăng so với mức cũ là 1.335.750 đồng. Quý vị ơi, quý vị thấy mức tăng như này đã hợp lý, hợp tình chưa? Bởi do nhà nước của dân, do dân, vì dân nên trước khi đưa ra quyết sách, Quốc hội rất cần sự đóng góp ý kiến của toàn dân để quyết sách hoàn chỉnh, cũng như thể hiện rõ được ý kiến của toàn dân. Quý vị hãy để lại ý kiến cá nhân của mình bên dưới phần bình luận đánh giá về mức tăng trợ cấp mới này nhé! Mục tiếp theo chương trình sẽ tính toán gửi tới quý vị các mức trợ cấp mới của thân nhân người có công bị nhiễm chất độc hóa học. Chiếu theo quy định, đối tượng thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng được tăng theo mức trợ cấp mới. Theo đó, các mức được tính toán như sau. 1. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, được hưởng mức trợ cấp mới là 1.902.450 đồng, tăng so với mức cũ là 749.450 đồng. 2. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, hưởng mức trợ cấp mới là 2.712.600 đồng, tăng so với mức cũ là 1.068.600 đồng. 3. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% được hưởng mức trợ cấp mới là 2.034.450 đồng, tăng so với mức cũ là 801.450 đồng. 4. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được nhận mức trợ cấp mới là 3.390.750 đồng, tăng so với mức trợ cấp cũ là 1.335.750 đồng. Quý vị ơi, nếu thấy thông tin này thực sự hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích dưới video nhé! Mục 2. Nhìn lại 62 năm thảm họa chất độc màu da cam. Từ năm 2004, ngày mùng 10 tháng 8 hàng năm được lấy làm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước giảm bớt khó khăn và chăm sóc tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam. Thực tế đã chứng minh cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Từ năm 1961 đến năm 1971, chỉ trong vòng 10 năm, quân đội Mỹ và đồng minh đã giải 80 triệu lít chất diệt cỏ có chứa chất cực độc dioxin và khoảng 9.000 tấn chất độc cảnh sát xuống các thôn làng, đồng ruộng, rừng cây của Việt Nam với tổng diện tích hơn 2,6 triệu hecta. Chất độc này gây nên thảm họa khốc liệt mà hiện nay hậu quả của nó vẫn còn tiếp diễn. Theo số liệu thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, ở Việt Nam có 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm cả những người tham gia kháng chiến và người dân sinh sống trên địa bàn bị giải chất độc hóa học. Trong đó, cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thế hệ thứ 2, hơn 35.000 nạn nhân thế hệ thứ 3, hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ 4. Nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam ở nước ta có tới 4 đến 5 người bị phơi nhiễm hoặc nhiều hơn. Nhiều nạn nhân không có khả năng lao động, thậm chí không có khả năng làm chủ hành động của bản thân. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam nói riêng. Hàng năm, nhà nước dành khoảng 10.000 tỷ đồng để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ, phục hồi chức năng cho nạn nhân, triển khai các dự án tẩy độc, phục hồi môi trường sinh thái, hỗ trợ người dân một số vùng đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam dioxin. Trải qua 19 năm hoạt động, 2004 đến 2023,
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã góp phần quan trọng chăm sóc, hỗ trợ đời sống của nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Đến nay tổ chức hội đã được thành lập ở 63 tỉnh thành, 612 huyện, thành phố, 6.722 xã, phường, với hơn 400.000 hội viên. Hội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân, trị giá 3,058 tỷ đồng, xây dựng 26 cơ sở bán trú, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6.750 căn nhà tình nghĩa, trợ cấp 11.900 suất học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh, vốn sản xuất, tặng quà dịp lễ, Tết và 10/8 hàng năm, 3.860.250 lượt suất. Đồng thời vận động, tăng cường nguồn lực quỹ hội, số dư cuối kỳ tháng 12 năm 2022 là 3.185 tỷ đồng, trong đó nguồn lực trong nước là 2.299 tỷ đồng, nguồn lực ngoài nước là 154,25 tỷ đồng. Tại Tuyên Quang, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 359 QĐUBND ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Đến nay tổ chức hội đã được thành lập 7/7 huyện, thành phố, 82 hội, 22 chi hội cấp xã, 191 chi hội thôn, bản, tổ dân phố với 3.018 hội viên. Đến nay, tổ chức hội đã vận động các tổ chức, cá nhân được hơn 18,17 tỷ đồng. Hội đã giúp đỡ nạn nhân sửa chữa và làm mới 265 nhà ở cho nạn nhân nghèo, có khó khăn về nhà ở. Hỗ trợ vốn sản xuất cho 18 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng. Hỗ trợ cho nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo 76 suất, mỗi suất 0,3 triệu đồng. Tặng 21 sổ tiết kiệm, cấp hàng trăm xe lăn, đỡ đầu 18 cháu là con. Cháu nạn nhân chất độc da cam, mỗi cháu 5,4 triệu đồng trên năm. Thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, 10/8 hàng năm, 75,929 lượt suất quà trị giá hơn 15 tỷ đồng cho nạn nhân chất độc da cam. 6/7 huyện, 55/104 xã, phường, thị trấn có quỹ nạn nhân chất độc da cam, hội cấp xã đều có quỹ tự lập với số tiền gần 1,3 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên đạt 550.000 đồng hội viên. Một số nhiệm vụ trọng tâm. 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở và toàn dân nắm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 2. Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 3. Tiếp tục tham gia cuộc đấu tranh công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, đấu tranh chống vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân, giữ vững môi trường hòa bình hợp tác. 4. Đẩy mạnh xã hội hóa vận động nguồn lực trong nước và quốc tế, chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam, hành động vì nạn nhân chất độc da cam, thực hiện tốt việc tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân, những tấm gương vượt khó vươn lên, những người nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân tiêu biểu, các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. 5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Vận động hội viên, gia đình hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 62 năm đã qua đi kể từ khi chiếc máy bay đầu tiên của không lực Hoa Kỳ bắt đầu phun giải chất độc ở Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa. Song hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và con người vẫn chưa đi vào dĩ vãng, những mất mát, đau thương do thảm họa da cam dioxin để lại trên đất nước ta vẫn rất lớn. Những hành động thiết thực nêu trên thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, thể hiện đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, cùng chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Quý vị ơi, nút đăng ký kênh là miễn phí nên quý vị hãy ấn đăng ký ngay hôm nay nhé. Chương trình cam kết sẽ mang tới tin tức nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất để phục vụ quý vị. Chúng ta sẽ đến với mục tiếp theo. Mục 3. Người mẹ viết tiếp ước mơ của trẻ em nhiễm chất độc da cam. Đồng cảm với những số phận kém may mắn, cô Đặng Thị Toàn, 48 tuổi, quê Ba Vì, đã chọn cho mình công việc chẳng giống ai, trở thành người mẹ tạo niềm tin, tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời bất hạnh. Chăm sóc nuôi dạy trẻ bình thường đã khó, chăm sóc nuôi dạy trẻ là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam còn gian khổ, vất vả trăm bề.
Đó không chỉ đơn giản là việc dạy trẻ mà là dạy các em cách sống, cách làm người, cách hòa nhập cộng đồng. Bằng tình thương và sự tâm huyết, mẹ Toàn đã đồng hành cùng các em tại nhà T3, làng hữu nghị Việt Nam vững bước trên con đường gập ghềnh khó khăn. Nhờ đó, các em đã nỗ lực vượt lên số phận, từng bước xoa dịu nỗi đau do di chứng của chất độc da cam dioxin để lại. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, việc gian khổ sẽ dành phần ai. Năm 2017, khi vẫn còn là giáo viên tại trường mầm non Liễu Giai, quận Cầu Giấy, mẹ Toàn như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh của các em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam dioxin tại làng hữu nghị đăng trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Các em là những đứa trẻ vừa sinh ra đã phải mang trong mình nhiều thiệt thòi, khiếm khuyết. Đôi bàn tay chẳng thể cầm nắm, đôi chân không đủ tự tin đứng dậy hay ánh mắt lơ đãng, miệng ú ớ không cất thành lời, mẹ Toàn nghẹn lòng chia sẻ. Mẹ Toàn tâm sự, gạt bỏ những lời khuyên ngăn của gia đình, tôi đã từ bỏ công việc giáo viên và tình nguyện về làng trực tiếp chăm sóc các em. Dù không phải do mình sinh ra, nhưng xuất phát từ trái tim, tôi muốn bù đắp những thiệt thòi mà các em đã và đang từng ngày phải gánh chịu. Thời điểm đó, việc tuyển dụng các cô vào làng gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi nhà lớn có từ 20 đến 25 em do 1 đến 2 mẹ phụ trách, mỗi em là một hoàn cảnh, một cách dạy và nhiều độ tuổi khác nhau. Điều này đã khiến ai nấy đều từ chối đến với làng, nơi vốn đã thiếu tình thương nay lại càng heo hút. Và quả đúng như câu hát ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Trong bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nếu cứ chọn phần nhàn hạ và thảnh thơi thì ai sẽ là người xoa dịu nỗi đau da cam, điểm tô cho cuộc đời của các con từ những gam màu đen tối. Vậy nên, mẹ Toàn đã trân trọng cơ hội này, giúp đỡ các em lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, tự tin trở thành công dân mới trong thời đại mới. Gieo lên những mầm sống yêu thương. Ngày mới về tiếp nhận nhà T3, mẹ Toàn cũng phải bối rối vì những tình huống thực tế mà chẳng có một giáo trình hay sách vở nào có được. Mỗi em là một bông hoa, nhưng bông hoa hoa ấy lại mang trong mình sự đớn đau từ bệnh tật, nào tự kỷ, thiểu năng trí tuệ rồi động kinh. Sự chào đón người mẹ mới của nhà T3 là những kỷ niệm mà mẹ Toàn không thể nào quên mỗi khi nhắc lại. Có những lúc con lên cơn, cầm cả gáo nước dội vào người mình, lúc đó cảm thấy rất buồn nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh, bệnh tật của các con mà mình phải nhẫn nhịn, kiên trì chăm sóc các con tốt nhất. Tại nhà T3 100% các em đều là nam, việc hiếu động hơn các bạn nữ là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể các con đều đang ở độ tuổi phát triển tâm, sinh lý nên mẹ Toàn đã phải rất trăn trở về vấn đề này. Chưa kể, mỗi con lại có một tính nết khác nhau nên mẹ Toàn đã tỉ mỉ quan sát, ghi nhớ một cách cẩn thận. Muốn làm được điều này, không có cách nào khác ngoài việc làm bạn cùng con thông qua việc trò chuyện, tâm sự giúp hai bên có sự thấu hiểu và đồng cảm. Chỉ khi nào con cảm nhận mình chính là một người mẹ thực sự thì lúc đó con mới thật sự mở lòng, mẹ Toàn nhấn mạnh. 365 ngày, mẹ Toàn chỉ được nghỉ đúng 12 ngày phép và chia đều vào một ngày tháng. Do đó, toàn bộ thời gian của mẹ đều ở làng và dành trọn vẹn cho các em bất kể ngày hay đêm. Với mẹ Toàn, mỗi em là một bông hoa trong cả rừng hoa hướng dương đã từng ngày nỗ lực vươn lên khỏi bóng tối và đón ánh nắng của sự hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, mẹ lại nhớ như in về câu chuyện của em Lê Bảo Châu, sinh năm 1996, quê Hà Nội. Ngay từ nhỏ đã bị ảnh hưởng của chất độc da cam dẫn tới hai mắt vĩnh viễn không nhìn được ánh sáng, em cũng không thể nói được. Thiếu thốn cả về nhận thức lẫn trí tuệ nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ sự hỗ trợ từ mẹ Toàn. Em chỉ tiếp nhận được những lời nói quen thuộc hàng ngày của mẹ như ăn cơm, tắm rửa, đi dạo. Hay như trường hợp của em Lý Xuân Miu, sinh năm 2010, quê Hà Giang, bố mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng nên em coi mẹ Toàn như chính mẹ ruột của mình. Mẹ Toàn nhớ lại, có lần Miu chạy nhảy rồi vấp ngã, tôi cõng con trên lưng đến phòng y tế rồi động viên. Con cố gắng ăn uống, mẹ cõng con mà thấy nhẹ lắm, nói đến đây mẹ Toàn không cầm được nước mắt. Không riêng gì Châu, Miu, mẹ Toàn cũng phải uốn nắn từng con để các con biết điều chỉnh cảm xúc của riêng mình, chỉ cần một sơ suất nhỏ hay lời nói cũng dễ làm con tổn thương và bị kích động. Khi cảm xúc không được điều chỉnh dẫn đến con không làm chủ được hành vi, đánh bạn. Đại tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam cho biết, các cháu luôn được tạo mọi điều kiện để nuôi, dạy và chăm sóc, trong một thời gian nhất định có thể hòa nhập cộng đồng. Trước kia có thể là từ 3 đến 5 năm nhưng bây giờ đã được điều chỉnh lên 5 đến 7 năm, giúp các cháu tự tin, bảo đảm cuộc sống cho riêng mình. Đối với công tác giáo dục, đào tạo nghề, làng vẫn thường xuyên duy trì 4 lớp giáo dục đặc biệt, 2 lớp kỹ năng thực hành, 5 lớp dạy nghề.
Từ năm 2019 đến năm 2022, đã có 16 em về hòa nhập cộng đồng được hỗ trợ vốn khởi nghiệp với mô hình làm kinh tế hộ gia đình. Dẫu biết con đường mà mẹ Toàn đang đi sẽ còn nhiều khó khăn và không ít trở ngại, nhưng mẹ Toàn vẫn quyết tâm gắn bó và hết lòng với những đứa con của mình cho đến khi nào sức khỏe không cho phép. Niềm vui của mẹ là nhìn thấy những bông hoa tươi tắn, mỉm cười và tự tin trở thành công dân mới, hoàn toàn tự lập trong cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mục 4. Tiếp tục chăm lo thường xuyên cho nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ngày 8 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Văn Hoa, Phó trưởng Ban dân vận huyện ủy. Theo báo cáo, hiện nay, toàn huyện có 172 hội viên, trong đó có 53 hội viên là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Trong năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện đã hoàn thành tốt chương trình công tác hội. Hội đã tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm và phối hợp hỗ trợ chăm lo cho hơn 1.200 lượt nạn nhân chất độc da cam nhân dịp lễ, Tết, với tổng kinh phí hơn 621 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội cũng đã thực hiện được 43 cuộc tuyên truyền với 2.635 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin, hậu quả của chất độc da cam dioxin, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, việc khắc phục hậu quả, các chế độ chính sách, quà Tết, đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chỉ thị số 43 CTTV kép ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định 2215 QĐ của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, phòng chống hậu dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong tình hình mới. Năm 2024, Hội tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn trong năm, đồng thời khảo sát, nắm tình hình đời sống người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, đề xuất kiến nghị hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà, vay vốn sản xuất, tổ chức tặng quà, trao học bổng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho nạn nhân da cam, vận động nhà hảo tâm tiếp tục chăm lo thường xuyên cho các hộ da cam, diện khuyết tật, phơi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Dịp này, hội đã trao giấy khen của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam dioxin năm 2023. Mục 4, nạn nhân chất độc da cam mong mỏi ngôi nhà thứ hai. Chiến tranh đã lùi xa, những nạn nhân chất độc da cam đi qua chiến tranh và vợ của họ đều đã già yếu. Nhiều người đang đau đáu nỗi lo khi mình nằm xuống, không biết cậy nhờ ai chăm sóc các con bị phơi nhiễm chất độc da cam, và đều mong muốn tỉnh quan tâm xây dựng trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Căn nhà cấp 4 cũ rêu mốc tại tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên là nơi ba nạn nhân da cam trong gia đình bác Nguyễn Văn Tạo cùng sinh sống. Bác Tạo là thương binh hạng, nhiễm chất độc da cam tại chiến trường. Năm nay 72 tuổi, bên cạnh nỗi khổ vì bệnh tật mỗi khi trái gió trời trời, bác còn chịu nặng nỗi lo vì sợ hai người con trai cũng là nạn nhân da cam không ai chăm sóc khi mình nằm xuống. Anh Nguyễn Văn Luân, con trai đầu của bác, trông bề ngoài mạnh khỏe nhưng lại không biết làm công việc gì, thường xuyên nghĩ mình là cán bộ văn phòng chính phủ, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, đi lang thang. Con trai thứ hai của bác là anh Nguyễn Văn Tuân, năm nay đã 45 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 80cm, người quắt queo, chân tay co quắp, bị não uống thủy, nằm liệt giường từ khi mới sinh ra. Trước kia, vợ bác là trụ cột chăm lo cho ba bố con bệnh tật. Nhưng từ năm ngoái, bác gái mất, bác Tạo phải gồng mình để chăm lo cho các con. Bác cho biết, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng tôi tự ra lệnh cho mình không được phép ốm, bởi tôi ốm hai con sẽ nhịn ăn. Còn được thấy các con là tôi còn hạnh phúc. Cách đó không xa, ở tổ 8, phường Đồng Quang, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhuần, bà Lê Thanh Thực tuổi đều đã trên 80 vẫn đang hàng ngày chăm sóc con gái 40 tuổi bị não uống thủy do di chứng chất độc da cam. Ông Nhuần là nạn nhân chất độc da cam trực tiếp, thương binh hạng 3/4, không có sức lao động, ông bị suy tim, u não và suy đa khớp, nhiều năm nay không đi lại được. Con gái duy nhất của ông là chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, năm nay 40 tuổi, bị bệnh não uống thủy do di chứng chất độc da cam.
Trải qua 6 lần phẫu thuật não, nhưng bệnh của chị không thuyên giảm, hiện nay chị bị hỏng một mắt, đi lại khó khăn. Ông Nhuần và vợ vẫn canh cánh nỗi lo khi hai vợ chồng tuổi ngày càng cao, không đủ sức khỏe để chăm lo cho con gái. Tương tự, ở xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, Phú Lương, bà Hoàng Thị Hằng, 75 tuổi, canh cánh lo cho ba người con bị di chứng da cam không ai chăm sóc khi mình nằm xuống. Ba người con của bà là Bế Văn Cường, 50 tuổi, Bế Thị Hồng, 46 tuổi, Bế Thị Duyên, 40 tuổi, bị điếc bẩm sinh, câm hoặc ngọng, thần kinh, không lao động được, đang hưởng chế độ da cam mức độ 1 và 2. Nhìn ba đứa con ngây dại, bà Hằng xót xa, năm nay 75 tuổi, tôi vẫn là lao động chính trong nhà. Chỉ lo sau này tôi mất, không ai nấu cơm cho các con ăn. Theo số liệu của các cơ quan chức năng và qua điều tra, khảo sát của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam, tỉnh Thái Nguyên có gần 14.000 nạn nhân da cam. Trong đó, gần 9.400 trường hợp đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm hơn 8.100 nạn nhân trực tiếp, gần 1.300 nạn nhân gián tiếp. Những nạn nhân gián tiếp đa số không có khả năng lao động, đời sống vật chất, tinh thần khó khăn, thiếu thốn. Nhiều người bị di chứng nặng, mắc các bệnh hiểm nghèo, có người phải nằm liệt giường. Trong khi đó, các thế hệ từng tham gia kháng chiến trước đây hiện nay đang chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng nhiễm chất độc da cam đều đã già yếu. Nhiều người quanh năm phải lo chăm sóc, chạy chữa cho con, cháu nên cuộc sống, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, khánh kiệt. Đau đáu nỗi lo khi mình nằm xuống không ai chăm sóc các con, họ mong muốn tỉnh quan tâm xây dựng trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam để có nơi chăm sóc cho các con, cháu họ sau này. Nhiều năm đồng hành, thấu hiểu nỗi khổ của các gia đình nạn nhân chất độc da cam, ông Hoàng Đức, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh, chia sẻ việc thành lập các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam hiện nay đã rất cần kíp. Chúng tôi mong muốn Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Như vậy, tỉnh sẽ dần tiến tới hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi nạn nhân da cam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của người có công, trong đó có nạn nhân da cam. Ở phần tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với mục xét hai phương án tăng trợ cấp người có công năm 2024. Kính thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.805.000 đồng, tăng 36,5% và được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan vừa ký tờ trình số 42 gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Hiện nay mức chuẩn nghèo ở khu vực thành thị là 2.750.000 đồng trên người trên tháng. Số liệu này được Chính phủ công bố trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Cụ thể theo quy định tại Nghị định số 09/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023 đến 2025 thì mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là 2.750.000 đồng. Như vậy khi tăng trợ cấp dành cho đối tượng người có công nhà nước sẽ bảo đảm ở mức lớn hơn là 2.750.000 đồng. Dựa trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất hai phương án điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Phương án 1, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.805.000 đồng, cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 55.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 36,5%. Phương án 2, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên thành 3.050.000 đồng, cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 245.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 48,2%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết quá trình soạn thảo nghị định và lấy ý kiến có 2 trên 23 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 1 phần 39 địa phương lựa chọn phương án 1, mức chuẩn bằng 2.805.000 đồng. Trong đó có ý kiến của Bộ Tài chính trên cơ sở tính toán khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Có 8 trên 23 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 35 phần 39 địa phương lựa chọn phương án 2, mức chuẩn bằng 3.050.000 đồng. Có 13 trên 23 bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc chính phủ và 3 phần 39 địa phương không lựa chọn cụ thể phương án nào. Mặc dù quá trình soạn thảo, đa số ý kiến đề xuất lựa chọn thực hiện theo phương án 2. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo phương án 1, điều chỉnh tăng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.805.000 đồng, tăng 36,54% để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội. Bộ Tài chính cũng thống nhất đề xuất và lựa chọn theo phương này để gửi chính phủ xét duyệt, từ đó sớm thi hành để đối tượng người có công được nhận mức trợ cấp mới. Quý vị ơi, như vậy chúng ta có thể thấy rõ, đối tượng người có công sẽ được tăng trợ cấp theo mức mới trong kỳ cải cách tiền lương này. Từ đó lương nhận được của đối tượng thương binh, thân nhân, đối tượng người nhiễm chất độc hóa học đều được tăng ở mức cao. Đội ngũ chương trình xin chúc mừng quý vị, nếu quý vị thấy thông tin này hữu ích quý vị hãy để lại nút thích dưới video nhé. Bên cạnh đó, chính phủ cũng công bố danh sách 11 đối tượng người có công được tăng trợ cấp năm 2024. Theo đó, 11 đối tượng này là các đối tượng người có công bao gồm: 1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và thân nhân. 2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. 3. Thân nhân liệt sĩ. 4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. 6. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B và thân nhân. 7. Bệnh binh và thân nhân. 8. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân. 9. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, này. 10. Người có công giúp đỡ cách mạng. 11. Trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Mục 2. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Sáng ngày 26 tháng 12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Các đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện các sở, ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2023, cùng với sự phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Kết quả, ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,76%. Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, ngành lao động, thương binh và xã hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo thường xuyên và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung giải ngân vốn của chương trình năm 2023 với kinh phí đã phân bổ từ ngân sách trung ương là 12.692 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.526,635 tỷ đồng. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, năm 2024, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính sách,
pháp luật về lao động, người có công và xã hội, phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế thị trường, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham luận, phát biểu ý kiến để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, tập trung vào việc phát triển thị trường lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai đã có những chỉ đạo rất sáng tạo, đầu tư nguồn lực, vật lực, trọng tâm, trọng điểm để tấn công vào các địa bàn được coi là lõi nghèo của tỉnh. Trong năm 2023, cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh được giao. Cụ thể, tỉnh đã thực hiện xây dựng 25 mô hình giảm nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm được các ngành, các cấp quan tâm triển khai, đào tạo nghề cho 15.325 người, bằng 121,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,7%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 29,3%, giải quyết việc làm cho 15.059 lao động, vượt 14% so với kế hoạch. Về việc thực hiện dự án 5 về nhà ở trên địa bàn 4 huyện nghèo tỉnh Lào Cai, dự kiến cấp kinh phí giai đoạn 2021 đến 2025 là 159,3 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai đã rà soát và phê duyệt đề án hỗ trợ 7.555 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 207,26 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm bổ sung thêm khoảng 47,96 tỷ đồng trong năm 2024 để triển khai hỗ trợ 100% chính sách nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành lao động, thương binh và xã hội trong năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 42 NQTVK ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành. Đặc biệt trong thời đại kinh tế số, kinh tế xanh vừa là xu thế thời đại vừa là thách thức với nguồn nhân lực của Việt Nam, do đó cần thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc tế lao động để nâng cao sức cạnh tranh và tập trung xây dựng hệ thống quản trị lao động hiện đại, minh bạch. Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Quý vị ơi, vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong những tin tức, câu chuyện thú vị về cuộc sống quanh ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video. Hy vọng những gì đội ngũ kênh chia sẻ sẽ mang lại cho quý vị niềm vui và kiến thức mới. Đừng quên để sự ủng của mình ở phần bình luận phía dưới bằng cách bình luận phím số 1 nhé. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Hãy theo dõi và ủng hộ đội ngũ để tiếp tục nhận được nhiều nội dung hấp dẫn và bổ ích khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.